Chào các bạn nhá, đây là một cái máy hàn các bạn ạ. Hôm nay tôi làm một cái video chia sẻ cho các bạn vệ sinh cái máy hàn này. Chúng ta dùng lâu năm thì chúng ta có thể nó rất là bị bụi bẩn vào trong này các bạn ạ. Đấy, cho nên các bạn dùng các bạn thỉnh thoảng phải tháo máy ra, các bạn vệ sinh trong này đi. Vì nếu bẩn ở đây nó giải nhiệt không tốt thì dẫn đến hỏng bo công suất, hỏng bo nguồn các bạn nhá. Đấy, cho nên là chúng ta phải thường xuyên vệ sinh cái này. Nó bụi bặm, bạn thấy không? Nó rất là bẩn này. Đó. Đây này. Chúng ta lấy máy nén khí cho xịt cho nó hết bụi bạn nhá. Đó.